trân trọng đến chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến chúc quý vị nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống duy quay lại làm một cái video về chủ đề sức khỏe tiếp nối cái chuỗi video về bệnh cao huyết áp chủ đề của video hôm nay đó là cách phòng trị dứt điểm và hiệu quả bệnh cao huyết áp không cần dùng thuốc tất cả quý vị đều biết thì cao huyết áp là một cái bệnh mãn tính do cái việc ăn uống và lối sống sai lầm trong một cái thời gian dài gây ra cho nên chúng ta hoàn toàn có thể phòng và chữa bệnh này một cách hiệu quả bằng cách thay đổi cái cách ăn uống và cái lối sống phù hợp giúp cho chúng ta tránh được cái việc là phải uống thuốc suốt đời. Đa phần là bệnh nhân cao huyết áp thì không có triệu chứng do đó rất là khó phát hiện. Cho nên cái cách phát hiện đơn giản nhất về bệnh cao huyết áp, đặc biệt là đối với quý anh chị lớn tuổi đó thì chúng ta hãy sử dụng các cái loại máy đo huyết áp hiện nay có bán rất là phong phú trên thị trường. Để phát hiện ra bệnh cao huyết áp, đặc biệt là các cô bác anh chị lớn tuổi đó, thì chúng ta sẽ thực hiện cái cách đo huyết áp sau đây. À, chúng ta sẽ đo bằng máy vào các cái thời điểm là sáng sớm, ngay khi chúng ta thức dậy chúng ta đo một lần. Rồi chúng ta sẽ đo ngay sau bữa ăn trưa khoảng 15 phút là lần thứ hai và lần thứ ba là sau bữa ăn trưa khoảng 2 giờ thì chúng ta đo thêm một lần nữa và chúng ta sẽ thực hiện như vậy á, là trong vòng 7 ngày liên tục và nếu như chúng ta đọc các cái chỉ số đó mà chúng ta thấy là huyết áp trung bình của chúng ta à, cao khoảng là trên 140, trên 90 à, thì chúng ta có thể kết luận là khả năng chúng ta bị bệnh à, cao huyết áp Tuy nhiên khi phát hiện bệnh cao huyết áp thì quý vị cũng đừng nên lo lắng bởi vì chúng ta có thể đẩy lùi cái bệnh này à, rất là sớm bằng cách thay đổi cách ăn uống và cái lối sống thì ngay trong cái video hôm nay thì duy sẽ hướng dẫn cho quý vị cụ thể như thế nào. Nếu quý vị chưa có xem ba cái video mà duy đã thực hiện trước đó, đó là video thứ nhất là về cái bệnh huyết áp là gì, như thế nào gọi là bệnh cao huyết áp. Video thứ hai là cái cơ chế điều hòa huyết áp của cơ thể và cái video thứ ba là nguyên nhân gây ra bệnh cao huyết áp. Thì quý vị có thể xem các video đó bằng cách xem cái phần mô tả bên dưới cái video này hoặc là xem cái video đầu tiên bằng cách click cái đường link bên phía trên này. Duy xin nhắc lại là ba cái nguyên nhân chính yếu gây ra cái bệnh cao huyết áp đó là thứ nhất là sơ vữa mạch máu hay là sơ vữa động mạch. Nguyên nhân thứ hai là chúng ta bị suy thận và cái nguyên nhân thứ ba là chúng ta bị stress hay là căng thẳng. Trong cái video số 3 nói về bệnh cao huyết áp đó, Duy có giải thích rất là rõ về cái cơ chế điều hòa huyết áp của cơ thể. Thông qua cái video này thì quý vị có thể hiểu rõ hơn về ba cái nguyên nhân gây ra bệnh cao huyết áp. Quý vị có thể click cái đường link ngay bên trên này hoặc là xem cái video đó ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này. Bệnh cao huyết áp là bệnh mà ai cũng có khả năng mắc phải bởi vì nó chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn trong cái xã hội hiện đại. Thì theo tạp chí Medugo Medicine của Mỹ, người ta làm cái cuộc khảo sát để mà đưa ra cái mối liên hệ giữa cái chế độ ăn uống của người Mỹ và cái bệnh sơ vữa mạch máu hay là sơ vữa động mạch nói chung đó thông qua cái cuộc khảo sát này thì người ta nhận thấy là cái tỷ lệ mà mạch máu bị sơ vữa tăng theo cái độ tuổi à, thì đối với những cái trẻ em ăn dậm trở lên đó từ 3 tuổi trở lên đó, thì người ta thấy là cái à, mạch máu nó bị sơ vữa khoảng đóng khoảng phần đối với những cái thiếu niên đó, thì khoảng là 10% à, đối với những thanh niên đó, thì nó tăng lên là khoảng 20% phần trăm và đối với những người trung niên là khoảng 40% à, đối với những người lớn tuổi thì khoảng 60% và thậm chí là có những người cái tỷ lệ sơ vữa mạch máu nó tăng lên là đến 85% và từ 85% trở lên thì cái nguy cơ mà mạch máu bị tắc nghẽn hoàn toàn bởi hình thành cái cục máu đông là rất là lớn và đây là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái bệnh đột quỵ và gây ra một cái chết bất đắc kỳ tử mà người Mỹ còn gọi là cái bản án tử hình treo lý do đó là cái chế độ ăn của người Mỹ đó người ta thường dùng rất là nhiều tinh bột trắng đặc biệt là bánh mì trắng rồi người ta dùng rất là nhiều à, đường đặc biệt là các loại đường đơn rồi các loại sô-cô-la bánh ngọt nước ngọt coca vân vân rồi người ta dùng rất là nhiều đạm động vật à, đặc biệt là sữa bò và trứng à, rồi thức ăn nhanh rồi các cái thực phẩm chế biến đóng hộp vân vân à, đó là những cái lý do mà cái chế độ ăn uống nó dẫn đến cái tình trạng sơ vữa động mạch ngày càng cao ở người Mỹ. Tiếp theo đây là duy sẽ trình bày là cái cách để chúng ta có thể phòng và trị hiệu quả cái bệnh cao huyết áp và duy chia làm hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là đối với cô bác anh chị chúng ta mới vừa phát hiện chúng ta bị cao huyết áp và cái trường hợp thứ hai là đối với các cô bác anh chị đã bị cao huyết áp và phải dùng thuốc tây để mà chữa trị bệnh này trong một cái thời gian kéo dài thì chúng ta cần phải thực hiện điều gì? để giảm dần cái việc dùng thuốc và ngưng hẳn cái việc dùng thuốc trong tương lai. Trường hợp thứ nhất là khi mà chúng ta mới phát hiện bị cao huyết áp đó, chúng ta chưa phải sử dụng thuốc tây để chữa trị cao huyết áp thì chúng ta có thể phòng và đẩy lùi cái bệnh này bằng cách thực hiện những cái giải pháp sau đây. Thì đầu tiên quan trọng nhất đó, là quý vị chỉ cần là ăn ít lại, nhai kỹ và đặc biệt là ăn 6 đến 8 phần bụng thôi. Nếu mình ăn được 10 phần thì bây giờ mình ăn 6 đến 8 phần bụng, ăn vừa đủ no và đặc biệt là chúng ta nên hạn chế tuyệt đối cái chuyện ăn đêm thì ngay lập tức là huyết áp của quý vị có thể duy trì ổn định ngay sau một tuần đầu tiên quý vị thực hiện tiếp theo là quý vị sẽ thực hiện cái bước hai là thay gạo trắng dùng gạo lứt bởi vì gạo lứt có thể giúp cho quý vị ổn định cái đường máu một cách tự nhiên và nó có chất xơ giúp cho cơ thể của chúng ta trục độc và khi quý vị thay gạo trắng dùng gạo lứt thì khả năng quý vị sẽ giảm cân dễ dàng à, giảm mỡ máu giảm mỡ bụng và quý vị có thể là giảm luôn cái hiện tượng sơ vữa động mạch rất là nhanh quý vị có thể xem cái video mà duy đã thực hiện về cái việc thay gạo trắng dùng gạo lứt để giảm ba cao và một thấp giảm được cái hiện tượng là cao đường cao mỡ cao máu và cái bệnh thấp khớp như thế nào quý vị click vào cái đường link bên trên này hoặc là xem cái video đó ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này đối với cô bác anh chị là có cái vòng bụng đó lớn hơn cái vòng mông đó, thì quý vị chú ý cái nguy cơ mà quý vị có khả năng mắc bệnh cao huyết áp rất là cao đặc biệt là sơ vữa mạch máu thì ông bà ta thường có cái câu là à, vòng bụng tỷ lệ nghịch với vòng đời. Cái giải pháp thứ ba là chúng ta hãy giảm dần cái việc sử dụng đạm động vật nói chung, thịt cá trứng sữa đặc biệt là sữa bò và chúng ta sẽ tăng cường cái rau củ luộc, à, các cái loại đậu, các cái loại rong biển vân vân à, để giúp cho chúng ta có thể giảm được cái cholesterol xấu, chất béo xấu có trong mỡ động vật, đặc biệt là giảm các cái loại muối xấu và trong mỡ đồng vật có rất là nhiều cái chất đạm dư thừa mà cơ thể chúng ta bắt buộc phải thải nó ra dưới dạng là uric giải pháp thứ tư là quý vị có thể sử dụng cái tương nhật đó cái tương ủ lâu năm của nhật đó còn gọi là natto và miso thì hai cái loại tương này có vai trò quan trọng giúp cho quý vị có thể giảm được cái sơ bữa mạch máu rất là nhanh quý vị có thể xem cái hình ảnh về cái tương miso và natto bên cạnh hoặc là quý vị có thể tìm hiểu chi tiết về hai cái loại tương nhật này bằng cách click vào cái đường link ngay bên dưới cái video trong cái phần mô tả. Cái giải pháp thứ năm là quý vị hãy tăng cường cái vận động để giúp cho máu huyết lưu thông. Chúng ta có thể đi bộ, chúng ta có thể chạy xe đạp, chúng ta có thể tập thể dục. Và nếu như quý vị có thể kết hợp với việc tắm nắng luôn á thì rất là tốt với quý vị anh chị mà mới bị cao huyết áp á, thì cái việc thay đổi ăn uống lối sống để đẩy lùi bệnh này rất là dễ dàng như không muốn là quý vị lạm dụng thuốc khi chúng ta vừa phát hiện là cao huyết áp cái cách chữa trị của thuốc tây đó thì thứ nhất là nó sẽ làm cho quý vị lợi tiểu tức là nó sẽ đào thải thần nó sẽ đào thải nhanh muối và nước à, cái thứ hai á, là nó sẽ làm cho máu bị loãng ra à, chống đông đặc thì hai cái cách này nó giúp cho cái thể tích máu giảm xuống mà cái thể tích máu giảm xuống thì quý vị thấy là nó sẽ giảm cái cung lượng tim và từ đó là làm giảm huyết áp cái cách thứ hai mà tây y sử dụng để mà giảm huyết áp đó là người ta sẽ tác động đến cái cơ chế sản sinh ra hồng cầu làm giảm cái hồng cầu được tạo ra làm cho máu trở nên loãng hơn nhưng mà về lâu dài thì sẽ gây hại cho cơ thể đặc biệt là thận và hệ thống ruột non của chúng ta một điều đáng lưu ý nữa là cái cách chữa trị của thuốc tây á, thì người ta không chữa trị tận gốc vấn đề bởi vì cái gốc của bệnh cao huyết áp nó nằm ở sơ vữa mạch máu và nằm ở cái chỗ là thận bị suy yếu à, cho nên sử dụng thuốc tây lâu dài á, thì không giải quyết được cái sơ vữa mạch máu cái thứ hai là làm cho thận ngày một suy yếu hơn trường hợp thứ hai là đối với cô bác anh chị đã bị bệnh cao huyết áp lâu năm và phải thực hiện uống thuốc tây để mà chữa trị bệnh này trong một cái thời gian dài đó thì quý vị hoàn toàn có thể đẩy lùi cái bệnh này giảm dần cái việc dùng thuốc và phụ thuộc vào thuốc bằng cách áp dụng đồng bộ những cái giải pháp mà duy sẽ chia sẻ sau đây quý vị lưu ý là do cơ thể quý vị đã quen dùng thuốc trong một cái thời gian dài nó đã phụ thuộc vào thuốc rồi cho nên quý vị cũng đừng nên dừng ngay cái việc dùng thuốc mà chúng ta vẫn duy trì cái việc dùng thuốc bên cạnh đó là kết hợp với những cái giải pháp mà duy chia sẻ để từ đó chúng ta sẽ giảm dần cái việc sử dụng thuốc và ngưng hẳn cái việc dùng thuốc sau này. Và nếu quý vị áp dụng một cách nghiêm túc thì sau 2 cho đến 4 tháng thì quý vị có thể ngưng hẳn cái việc dùng thuốc. Lý do mà Duy khuyên quý vị giảm dần cái việc dùng thuốc và ngưng hẳn cái việc dùng thuốc bởi vì thuốc Tây đó khi quý vị dùng lâu dài nó sẽ để lại rất là nhiều cái tác dụng phụ. Những cái tác dụng phụ là gây hư, dạ dày, suy gan, suy thận và giảm cái hệ miễn dịch của cơ thể nói chung và đặc biệt là đối với cô bác anh chị sử dụng thuốc cao huyết áp trong một thời gian dài thì có nguy cơ dẫn đến là bị đột quỵ rất là cao đây là một cái điều nghe có vẻ nghịch lý mà sự thật nó là như vậy sau đây là bốn giải pháp mà duy đưa ra dành cho cô bác anh chị đã uống thuốc cao huyết áp trong một thời gian dài thì cái giải pháp thứ nhất là chúng ta sẽ tìm cách để giảm cái sơ vữa mạch máu và sơ vữa động mạch bằng cách thứ nhất chúng ta hãy áp dụng thực dưỡng hiện đại. À, quý vị có thể xem cái chuỗi video mà Duy đã chia sẻ về thực dưỡng hiện đại là gì, cách ăn uống theo thực dưỡng hiện đại ra sao bằng cách click vào cái video bên trên này hoặc là xem cái video về thực dưỡng hiện đại à, ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này. Cái giải pháp tiếp theo là quý vị có điều kiện đó thì chúng ta hãy kết hợp sử dụng cái dược thảo thiên nhiên hỗ trợ cho cơ thể tự chữa lành tự nhiên. Và ở đây là giúp cho cơ thể có thể giảm được cái sơ vữa mạch máu Cái sản phẩm được mang tên là Cardiosec Đây là cái sản phẩm của Úc Quý vị có thể xem cái hình ảnh ở bên cạnh Hoặc là click vào cái đường link bên dưới cái video này Để xem chi tiết về cái sản phẩm này Thì Cardiosec là một cái sản phẩm hoàn toàn được bào chế từ những cái dược thảo thiên nhiên Không có chứa chất bảo quản và không gây tác dụng phụ giúp cho cái thành mạch máu của chúng ta có thể đẩy nhanh cái việc là giảm sơ vữa các cái mỡ thừa nó bám vào thành mạch trong một cái thời gian dài. Cái giải pháp thứ hai đó là chúng ta phải tìm cách để nâng cao cái sức khỏe của thận, giúp cho thận có thể thực hiện cái chức năng là điều hòa huyết áp của nó. Thì để tăng cường cái sức khỏe của thận á, thì quý vị thứ nhất là chúng ta hãy giảm các cái loại đạm động vật nói chung, đặc biệt là thịt, là sữa bò là các cái loại trứng, bởi vì đạm động vật á nó sẽ gây ra ba cái tác hại đối với thận. Cái tác hại thứ nhất á là nó làm cho thận phải đẩy nhanh cái việc đào thải những cái chất đạm dư thừa. À, đó là cái uric. Cái thứ hai á là trong đạm động vật á nó có chứa rất là nhiều cái à, muối và những cái muối này duy tạm gọi nó là muối xấu. Do đó thận phải đào thải và bài tiết nó ra ngoài rất là cực nhọc. Một điều nữa đó là đạm động vật chứa rất là nhiều mỡ xấu đặc biệt là cholesterol LDL à, nó sẽ làm cho cái thành mạch máu chúng ta dễ dàng bị sơ vữa cái điều thứ hai quý vị cần lưu ý để giữ gìn sức khỏe của thận là chúng ta hãy giảm ăn những cái thực phẩm chế biến đóng hộp đóng gói bởi vì trong những cái thực phẩm này có chứa rất là nhiều chất bảo quản mà chất bảo quản gây hại rất là lớn đối với thận thận của chúng ta rất là khó khăn để đào thải những cái dư lượng các cái chất này ra khỏi cơ thể cái điều thứ ba chúng ta có thể thực hiện để giúp tăng cường cái sức khỏe của thận. Đó là chúng ta kết hợp dùng cái dược thảo thiên nhiên hỗ trợ cơ thể tự chữa lành, đó là cái Immune Revival. Đây cũng là một cái sản phẩm dược thảo độc quyền của nước Úc. Khi quý vị sử dụng cái sản phẩm này đó thì giúp cho chúng ta có thể tăng cường cái sức khỏe của thận, của gan, của tim, nói chung là tất cả các nội tạng của chúng ta, từ đó tăng cường cái hệ miễn dịch. Mà khi cái hệ miễn dịch chúng ta được tăng cường thì chúng ta có sức khỏe để chúng ta chống chọi lại với bệnh giúp cho cơ thể dễ dàng thực hiện cái chức năng tự chữa lành tự nhiên của nó. Và nếu quý vị nào xuyên vận động và tắm nắng thì cũng giúp cho thận của chúng ta khỏe lên. Tắm nắng là một trong những cái việc rất là đơn giản, không tốn kém, à, giúp cho cơ thể chúng ta có thể tổng hợp được cái vitamin D3 là một trong những cái vitamin hỗ trợ cho cái chức năng hoạt động của thận và giúp cho cơ thể giảm mất khoáng cũng như là tăng cường cái khả năng tự chữa lành tự nhiên. Cái điều thứ ba mà quý vị nên làm đó là tìm cách như thế nào để chúng ta có thể giảm được cái stress hay là những cái căng thẳng lo âu trong cuộc sống Thì để giảm stress thì quý vị thực hiện những điều sau đây Thứ nhất là chúng ta hãy thực hiện thực hành thiền vô niệm à, Có thể là chúng ta thực hiện trước giờ ngủ khoảng 30 phút mỗi ngày Chúng ta ngồi trên ghế, nằm trên giường, chúng ta thả lỏng toàn thân à, Chúng ta chỉ tập trung vào mỗi cái hơi thở của chúng ta à, Khi hít vào chúng ta biết chúng ta hít vào Và khi thở ra chúng ta biết chúng ta thở ra và thực hiện hít vào thở ra như vậy sâu chậm đều thì giúp cho cơ thể của chúng ta có thời gian để nghỉ ngơi và tự chữa lành. Quý vị có thể tham khảo cái video về thiền vô niệm bằng cách click vào cái đường link bên trên này hoặc là xem cái video đó ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này. Một điều nữa vô cùng quan trọng giúp cho quý vị giảm stress đó là chúng ta hãy thực hành cái lối sống đơn giản, học cách sống đơn giản. Đặc biệt là quý vị có thể tham khảo về cái lối sống tối giản của người Nhật giúp cho quý vị có nhiều thời gian hơn để chăm lo cho cái phần tinh thần cái phần tâm linh của mình giúp cho quý vị có một cái thái độ đúng đắn đối với những cái khó khăn đối với những cái lo âu trong cuộc sống và cái điều thứ tư là quý vị nên thực hiện đó là chúng ta hãy siêng năng vận động chúng ta hãy siêng năng đi bộ nè tập thể dục nè chúng ta có thể kết hợp cả vận động với cái việc hít thở ngoài trời giúp cho chúng ta có thể đào thải nhanh những cái độc tố trong cơ thể và vận động giúp cho máu huyết lưu thông và vận động cũng giúp cho cái thận của chúng ta được khỏe lên đối với các cô bác anh chị là bị huyết áp trong một thời gian dài mà chúng ta mắc phải những cái triệu chứng sau đây thì quý vị nên lưu ý như là chúng ta khó thở nè chúng ta bị tê bì các cái đầu ngón tay ngón chân nè chúng ta bị tê môi nè thì đây là những cái dấu hiệu cảnh báo là quý vị có khả năng bị đột quỵ trong thời gian tới cho nên là quý vị hãy áp dụng thật là nhanh các cái giải pháp mà duy đưa ra để giảm nhanh cái sơ vữa mạch máu nâng cao cái sức khỏe của thận và cái sức đề kháng toàn diện của cơ thể duy hy vọng là cái video hôm nay sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quý vị và các bạn giúp cho quý vị có kiến thức để chúng ta có thể phòng và chữa trị hiệu quả cái bệnh cao huyết áp giảm dần cái việc dùng thuốc và phải sử dụng thuốc suốt đời tất cả những cái video mà duy thực hiện không ngoài mục đích giúp cho quý vị có thể trở thành bác sĩ của chính mình À, chúng ta có thể chủ động phòng và chữa trị hiệu quả các bệnh mãn tính bằng cách thay đổi cái ăn uống và lối sống của mình. À, giúp cho quý vị có được hạnh phúc và tự do thực sự trong tương lai. Nếu như quý vị thấy cái video này có ích thì đừng quên nhấn like hoặc là like share để chia sẻ cho nhiều bạn bè khác cùng xem video và đừng quên đăng ký kênh YouTube Duy Võ để tiếp tục đón xem nhiều video mới rất thường xuyên nha quý vị. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào đó thì hãy để lại cái câu hỏi đó ngay trong cái phần comment bên dưới cái video này. Duy sẽ kiểm tra và trả lời từng câu hỏi của quý vị. Nếu như quý vị muốn liên hệ trực tiếp với Duy thì hãy liên hệ ngay qua cái thông tin bên cạnh số Zalo hoặc là Messenger 081 867 2707 hoặc là quý vị có thể điện thoại trực tiếp hoặc là gọi điện trực tiếp thông qua WhatsApp số điện thoại là 0946 778 933. Duy chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh Duy Võ trong thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị trong video mới nhất, sớm nhất trân trọng mến chào